Xin chào các em, cô rất vui được gặp các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng hệ thống kiến thức bài 10, chương trình tiếng Anh lớp 7, Unit 10, Health and Hygiene. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với Part A, Personal Hygiene. Đầu tiên là phần New Words. Hygiene. Các em hãy nhìn tranh. Thì đây là những tranh về giặt khăn lau mặt, đánh răng, lau mặt và chải tóc. Thì đây là những việc thuộc về vệ sinh cá nhân. Vì vậy từ hygiene có nghĩa là vệ sinh. Còn đây là hình ảnh về một cái vụ mùa. Chúng ta có từ harvest. Tiếp theo, to wash. Các em hãy nhìn hình ảnh, nghĩa là giặt, rửa. To iron, ủi quần áo. To stay up late. Trong tranh, chúng ta thấy bạn học sinh đang học bài rất là khuya, đã đến 12 giờ. Cụm từ stay up late nghĩa là thức khuya. Probably, có lẽ, có thể. Còn đây là hình ảnh của những viên kẹo, candy. Và tiếp theo ta có động từ forget. Forgot là hình thức quá khứ của động từ forget, có nghĩa là quên. Còn đây là hình ảnh gia đình đang tập thể dục buổi sáng. Chúng ta có cụm từ take a morning exercise hoặc là do a morning exercise, nghĩa là tập thể dục buổi sáng. Bây giờ các em hãy cùng đọc từ vựng nhé. Hygiene, hygiene, harvest, harvest, to wash, to wash, to iron, to stay up late, to stay up late, probably, probably, candy, candy, forget, forgot, forget, forgot, take a morning exercise, do a morning exercise. Để giữ gìn sức khỏe, chúng ta nên làm và không nên làm một số điều sau đây. Trước tiên, đây là một số điều chúng ta nên làm. You should brush teeth. Bạn nên đánh răng. You should do morning exercises. Bạn nên tập thể dục buổi sáng. You should eat plenty of fruit and fresh vegetables. Bạn nên ăn nhiều trái cây và rau tươi. You should drink plenty of water. Bạn nên uống nhiều nước. You should take a shower. Bạn nên tắm vòi sen. You should go to bed early. Bạn nên đi ngủ sớm. Còn đây là những điều chúng ta không nên làm. You shouldn't eat candy before going to bed. Bạn không nên ăn kẹo trước khi đi ngủ. You shouldn't eat a big meal before you go to bed. Bạn không nên dùng một bữa ăn thịnh soạn trước khi bạn đi ngủ. You shouldn't eat lots of butter, sugar. Bạn không nên ăn nhiều bơ, đường. You shouldn't stay up late. Bạn không nên thức khuya. Tiếp theo là Part B. A bed to take. New words. Đây là hình ảnh một cậu bé bị đau răng. Chúng ta có danh từ to take, là bệnh nhức răng. Còn đây
là hình ảnh của một cô nha sĩ, dentist. Appointment. Và đây là hình ảnh của một cuộc hẹn. Cavity là một cái lỗ răng sâu. Khi chúng ta có cái lỗ răng sâu thì chúng ta thường đến nha sĩ để chám lại. Chúng ta có động từ to fill. Và đây là hình ảnh của cái khoan. Drill. Thì những cái máy khoan khi hoạt động thì có âm thanh rất là to. Chúng ta có tính từ loud. Và những đứa trẻ khi đến nha sĩ thì các em thường rất là sợ khi các em thấy những cái dụng cụ dùng để khám và chữa răng. Chúng ta có tính từ scared. Sợ hãi. Bây giờ các em hãy cùng đọc từ vựng nhé. Toothache. Toothache. Dentist. Dentist. Appointment. Appointment. Cavity. Cavity. To fill. To fill. Drill. Drill. Loud. Loud. Scared. Scared. Tiếp theo là các điểm ngữ pháp trong bài. Trước tiên, chúng ta có câu hỏi với What's the matter with? Hoặc là What's the problem with? Hoặc là What's wrong with? Nghĩa là có chuyện gì vậy? Câu trả lời chúng ta có thể dùng với cấu trúc sau. Chủ từ plus has hoặc have tùy theo chủ từ. Và sau đó là tên bệnh. Ví dụ, What's the matter with you, Minh? Có chuyện gì với bạn vậy, Minh? I have a toothache. Tôi bị đau răng. Tiếp theo là điểm ngữ pháp câu hỏi có từ để hỏi. WH question. Từ để hỏi who, what, when, where, why, which, whose, how, long, how far, how often, vân vân. Trong câu hỏi có từ để hỏi, chúng ta dùng cấu trúc sau. Trước tiên là từ để hỏi như who, hoặc what, hoặc why, vân vân. Sau đó là động từ to be, am, is, are, was, were, trợ động từ do, does, did, hoặc động từ khiếm khuyết will, shall, would, should, can, must, vân vân. Sau đó là chủ từ. Tiếp theo là các phần còn lại. Trong bài này, các em lưu ý từ để hỏi why, có nghĩa là tại sao, dùng để hỏi về lý do. Thì trong câu trả lời, các em phải dùng liên từ because, nghĩa là bởi vì. Ví dụ, why does Minh go to the dentist? Tại sao Minh đi đến nha sĩ? Trong câu hỏi được sử dụng từ hỏi why. Các em lưu ý, trong câu có động từ thường là go. Nên trước chủ ngữ Minh, chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, chúng ta phải dùng trợ động từ là does. Because he has a bad toothache. Bởi vì cậu ấy có một cái răng đau dữ dội. Thì trong câu trả lời, chúng ta phải dùng liên từ because. Để vận dụng điểm ngữ pháp vừa rồi, mời các em đến với bài tập Write WH Questions. Viết câu hỏi với từ để hỏi. Number 1.
I'll watch a new movie tonight. Ở câu hỏi này có từ hỏi là when, khi nào. Thì khi viết lại các em phải bỏ đi trạng từ chỉ thời gian tonight. Các em lưu ý trong câu có động từ khiếm khuyết là will. Trong câu hỏi ta đưa động từ khiếm khuyết will lên trước chủ từ và chủ từ I được đổi lại thành you trong câu hỏi. When will you watch a new movie? Number two, my mom enjoys listening to classical music. Câu đầu tiên ta dùng từ để hỏi là who, là ai. Thì chúng ta thay thế đi cụm từ chỉ người là my mom làm chủ ngữ trong câu. Who enjoys listening to classical Để viết lại câu hỏi thứ hai với từ hỏi là what, là cái gì hoặc là gì, thì ta bỏ đi cụm từ classical music, nhạc cổ điển trong câu trả lời. Và các em lưu ý, trong câu có động từ thường là enjoys, nên trong câu hỏi ta phải dùng trợ động từ là does tương ứng với chủ ngữ my mom và tính từ sở hữu my được chuyển thành do trong câu trả lời và động từ enjoy được đưa về hình thức nguyên mẫu bằng cách bỏ s. What does your mom enjoy listening to? Number three, he left for Ho Chi Minh City last week. Ta có từ hỏi là where, ở đâu? Thì chúng ta phải bỏ đi cụm từ chỉ nơi chốn trong câu trả lời là Ho Chi Minh City. Trong câu có động từ thường là left được sử dụng ở hình thức quá khứ của động từ leave. Do đó trong câu hỏi chúng ta phải dùng trợ động từ là did đặt trước chủ từ he. Động từ left trở về nguyên mẫu là leave. Where did he leave for last week? Number four, we play chess every Saturday night. Ta có từ hỏi là how often, có thường không hay là bao lâu một lần. Cho nên trong câu hỏi này ta phải bỏ đi cụm từ every Saturday night. Ở đây ta có động từ thường là play. Nên trong câu hỏi ta phải dùng trợ động từ là do để tương ứng với chủ ngữ là we và đại từ we ở đây được thay thế bằng đại từ you. Trong câu hỏi động từ play cũng viết lại ở hình thức nguyên mẫu. How often do you play chess? Number five, the film starts at 8 p.m. Câu hỏi với từ hỏi what time, mấy giờ? Thì chúng ta bỏ đi cụm trạng ngữ chỉ thời gian at 8 p.m. Ở đây ta có động từ thường là starts được chia ở thì hiện tại đơn. Do đó trong câu hỏi ta dùng trợ động từ does đặt trước chủ từ the film và động từ starts sẽ trở về nguyên mẫu bằng cách bỏ s. Starts. What time does the film start? Number six. She was scared because she had a toothache. Ta viết lại câu hỏi với từ hỏi why, tại sao? Như vậy ta phải bỏ đi ý trả lời because she had a toothache. Trong câu có động từ to be là was. Ta sẽ đưa lên trước chủ từ she. Why was she scared? Là câu hỏi hoàn chỉnh. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Thân mến chào tạm biệt các em.